Chào các bạn, mình review món đầu bò nấu lagu. Có đầu bếp đồ chuyên nghiệp hết đó các bạn. Đồng đảo hấp dẫn các bạn ơi. Cậu Quèo nói bữa nào mình làm con dơ nữa mà mình chưa có thợ nào biết chế biến dơ hết các bạn ơi. Sợ nó không. Mình tập trung mình review bạn theo mình làm món đầu bò nấu lagu ở tỉnh Phú Yên nha bạn. Muốn thợ may tiếng đồ hết rồi cho ngoài nói mình tay ngang đâu mấy bạn ơi. Ở đâu ra củ khoai đầu bếp chuyên nghiệp nghiệp dư luôn nha bạn. Bắt đầu mình thui nha bạn. Giờ mình thui, mình mở sơ chớ cạo lông đâu, mình rửa muối rồi cho nó sạch cho mình thui cho nó thơm. Đây lấy rơm ra luôn ha. Lấy rơm ra bỏ lên luôn cho nó mau. Thui rơm nó rất ngon nha bạn. Anh hai đang đem rơm ra thui nè. Mới tôi xong các bạn ơi. Đồ vàng hôm luôn các bạn. Wow, ngon quá bạn ơi. Mày răng. Đây bạn. Anh hai nói lấy vơ vơ vậy nè, cho nó thơm. Ăn thịt nha bạn. Hầu lấy lưỡi gì? Hai lỗ tai hấp được món nè. Đây lưỡi nè. Anh hai đang sắc lưỡi đó. Đây mình trồng trần que cho nó khử mùi bò. Các bạn thấy thơm chưa? Cho Phi Mập thấy nó thơm lắm rồi ạ. Cái này tay nữa kìa. Tay rớt ra ngoài chỗ cuối kìa. Đây mình nấu trên đồi núi nha bạn. Ở tỉnh Phú Yên. Chuồng bò của qua nè. Đây là đỉnh núi nha bạn. Thì mình lấy nắp mình chụp lại cho nó mau nha bạn. Nổi lửa lên em. Trâu lên ngon quá bạn ơi. Thơm quá thật thơm luôn ạ. Mấy bạn coi mấy bạn nhớ ủng hộ tư duy mập nha. Giờ mình luộc trần rồi, giờ mình vớt ra chúng mình nó nấu nha bạn. Luộc trần rồi cho thơm bạn ơi. Hấp dẫn quá hấp dẫn. Vô thịt nè. Sắn lại. Ô, thâu thịt luôn. Thơm không? Quá là thơm luôn rồi nha. Thơm lắm nha các bạn. Đầu bò ra thịt hết các bạn ơi, chuẩn bị giờ mình nấu cái lagu. Nấu cái galu gọi là curry anh. Anh hai, lagu gọi là curry đó. Nấu lagu gọi là curry chấm bánh mì nha các bạn. Hương vị hành tím, cà rốt, khoai tây, khoai lang, sẻ, gừng đầy đủ hết bạn ơi. Mình ở núi vợ kẹp đồ nước mắm đồ mình mua mình xách lên bạn, chén bát gia vị ớt tương sữa cà no tỏi đồ tiêu đầy đủ nha bạn ơi, dầu ăn đặc biệt là có đậu phộng. Rồi bắt đầu mình cho gia vị vào bạn, tiêu, hành tím, sả,
đầy đủ quá các bạn ơi. Bây giờ bắt đầu nghe bắt có mùi thơm rồi. Đường phèn anh, đường phèn nữa nha bạn ơi. Ngủ vị hương. Sợ tớ. Mình review cận cảnh luôn á. Mì chính các bạn, bột ngọt. Dầu ăn. Rồi, bắt lên, tao. Rồi. Đậu phòng nữa bạn ơi, giờ chuẩn bị xong rồi. Gia vị là nhiêu đăng ký nữa mình nêm nếm lại sau nữa các bạn. Cho nó thấm, tao cho nó hấp dẫn. Quá tuyệt vời bạn ơi. Giờ mà tao nha bạn. Cái táo là bè, cái táo này nhỏ này nè. Mày lẹ xuống cái táo để em trộn muỗng giúp. Quay vô lấy cái chén. Tí nữa mất ăn các bạn ơi. Nghiêng lẹ lún. Nghiêng lún đất. Trời ơi, đầu nó nặng quá nó lún các bạn ơi. Ui. Xong xong xong. Đồ ngơ cũng không có đầy đủ bạn, mình lên trên rừng ngựa mình chặt cây củi đồ, mình làm đũa rồi mình làm luôn. Sắn sắn là đẹp lắm, sắn lại. Kiểu đó bữa nay dũng cảnh sắn bắt hai lượm bạn. Trời nó teo lại nó thơm quá thơm bạn ơi. Sắn lại. Không các bạn ơi. Quá ngon hài rồi. Thơm nước mũi. Đây nước đổi lên bè. Nước vào, sẵn hết rồi. Cho nước vào bạn ơi. Rồi. Cho nước đó. Thơm thêm chút nữa. Rồi nữa. Thêm chút nữa nữa nữa. Rồi, ok bạn. Đầu bếp phụ lên vàng nha các bạn. Vàng đang sắp bắp nè, đầu bếp phụ nè bạn ơi. Cậu que đang lột bắp mấy bạn ơi. Coi mặt mày cậu que đã chết rồi mấy bạn ơi. Rồi, que tới cậu qua. Đang lột bắp luôn bạn ơi. Ơi, chào mấy bạn ơi. Cậu que lên nướng bắp ăn mấy bạn ơi. Đây sẵn tiện có lửa đây nướng bắp luôn nha bạn. Tới mùa bắp. Mùa bắp mùa ngô trên núi. Cả nhà ăn bắp nướng nha bạn. Trên núi đôi nè. Được không? Mời cả nhà mình ăn bắp trước rồi bò nấu lên cua sau bạn ơi. Ngon quá các bạn ơi. Đây bắp các bạn ơi. Các bạn nhớ ủng hộ cho nó một like mấy bạn ơi. Đây quay vô bạn ơi. Còn ở gần cho nó một tay. Giờ mình quay mình review cái nấu lên cua nha. Ngon quá bạn. Trong nương trên núi. Món chính nha bạn. Chắc giờ sâu lên á, hấp dẫn quá. Bắp non luôn bạn. Vào gieo quỷ nha bạn. Đang đổ khoai củ. Khoai củ anh hai, nói lộn. Quay cái tút thì mình quay nó trứng đẹp. Thua ông đầu bếp rồi. Đầu bếp chính mà. Ngon các bạn. Thấy quá hấp dẫn các bạn ơi. Sữa với bột năng hả này? Cốt dừa. À, sữa nước cốt dừa bạn ơi. Đây là nêm nếm phút chót nha bạn. Ui, bắp rồi chín ngon quá.
tập trung 500 anh em luôn nha bạn. 500 anh em luôn à. Mình ở Phú Yên các bạn ơi. Lần đây mình làm đầu bò nấu lai gu là lần đầu tiên. Bò đâu đi cô ơi. Quay không phi đi. Bóng ăn chỗ này là ướt thì đấy. Trời, lấy cái bì bóng này chúng ta. Rồi mời cả nhà dùng chung ơi, kênh Phi Bập TV luôn nha. Mấy anh em đang dọn ra, mời cả nhà dùng chung luôn. Đầu bò nấu lai gu nha bạn. Hấp dẫn quá bạn ơi. Chưa ăn mà thấy ngon rồi bạn ơi. Chưa ăn thấy ngon bạn. Wow. Cũng qua làm ít lon bia cho nó vui nha bạn, chứ không có nhậu nhẹt các bạn ơi, núi đồi mà. Lên chưa ta? Lên, một cái bè. Vô các bạn ơi. Vô. Vào Giang, qua em, vào ngồi đi, lựa chỗ đi chứ. Bưng cái tô đổ cho, chỗ Thiên Quy đi cho nó động. Bưng cái tô đổ cho tướng mặt cái thi xem mày hiểu chưa hả? Chỗ đổ cho Trung Huy á, nó động gì đâu. Điểm nữa luôn. Thích gì? Đâu có gì phải không? Bây giờ nó quyên luôn quăng lại gì đâu. Ở đây bia cũng phép là nằm rồi. Đây, muốn bà chuyện dưới, chuyện dưới bà bia bà tên. Lên chú ơi. Lên. Lên bỏ bè vô đây. Vô, chào cả nhà. Lên. Mời nhà dùng chung luôn nha. Ngon quá các bạn ơi. Đây, cái đây, cái anh là mới có đây nè, chứ anh không có đạo diễn là không có treo bên đây đâu, treo đây chấm mà đạo diễn không à? À thiếu một treo anh hai, thiếu một treo cho treo luôn lên đây xí ạ. Gõ quay luôn các bạn ơi, để làm vui không? Mình đang lên luôn cho mình mới đang bay rồi các bạn à. Bò đây á, là ngày hôm qua thằng bảy nhí mua hai con không? Đem luôn con làm con của con. Bạn lên chút ơi. Rồi mời bạn lên chút ơi. Vô, vô lên 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 bia. Xì đi ạ. Ồ, cổ đây đang xì ạ. Đây, chú kia xuống không? Trời, chạy lại, biết chạy lại chưa biết. Quay đây mời các bạn cái đó. Rồi. Mời các bạn lên cục thịt bò. Lên. Ồ, hấp dẫn quá, hấp dẫn mà. Đấy, có thợ nóng 2 tiếng mà giờ có anh gì đấy. Lên luôn ơi. Lên luôn, chú Tam ơi. Vô vô bạn ơi. Vô. Ngon quá bạn ơi. Ngon quá bạn, gần hết rồi. Nước chấm đồ muối ớt rồi bạn. Nước chấm thần thánh các bạn ơi. Ngon. Có đây chân trâu nữa, quá ngon bạn ơi. Đây mà ở núi đôi mình cũng làm đơn giản. Đổi mình bò lâu có cho mình ghè chắc mau ha. Không con này mày dí thì vui cho ổng. Hả? Ờ đây lấy bi chút tấm. Rồi nó lạnh chút. Không ngon thứ phải không? Tụi nó ngầu rồi bụi thứ nên nó ngon. Chúng nào chúng kia không chúng bò nó đúng không? Ngon ngon. Nguyên còn ở đâu? Dạ buổi chiều cỡ bê ông dương rồi mà nó ngon hơn. Không. Anh cái đây. Chắc bây giờ mình làm đầu bò nấu cà ri đến đây mình cũng kết thúc nha bạn. Các bạn lên vô qua một cái nữa cho hấp dẫn ơi. Ơi. Các bạn thấy đẹp trong like một đăng ký bạn, đâu có động lực mình đi làm những cảnh núi đôi. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Lên. Vô.